Dự án The Wind City có quy mô dự án 12 ha, có quy hoạch 1/500, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng. Vị trí dự án nằm mặt tiền đường tỉnh lộ 10, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án với nhiều tiện ích như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên, trường học. Kiến trúc được thiết kế hiện đại với lối sắp xếp linh hoạt, tạo nên lõi trung tâm kết nối không gian với nhau. Dự án có đơn vị quản lý quốc tế chuyên nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến chất lượng sống của dân cư. Bảng giá dự án dự kiến trong khoảng từ 15 đến 30 triệu trên mét vuông, bao gồm 3 khu. Khu 1, căn hộ dịch vụ 1.600 sản phẩm, đợt 3. Khu 2, căn hộ cao cấp 1.600 sản phẩm, đợt 2, tổng 18 block. Khu 3, căn hộ trung cấp 2.800 sản phẩm, đợt 1, 6 block. Độ cao 22 tầng, chung cư Đức Hòa The Wind City được nhiều gia đình trẻ yêu thích muốn sở hữu vì nơi đây được bao quanh bởi công viên cây xanh lớn. Một màu xanh mát trong lành và thoáng đãng được tô lên cho một góc thủ đô náo nhiệt khu vực này. Dự án có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Đức Hòa, cách bến nước chỉ 5 phút đi đường. Một dự án có vị trí tốt, thuận lợi, hạ tầng hoàn thiện sẽ thu hút dân cư tập trung sinh sống. Dĩ nhiên, khi đó giá trị của sản phẩm và các nhà đầu tư đã xuống tiền mua chắc chắn sẽ có tiềm năng phát triển cao hơn. Vị trí chung cư đang sở hữu còn nổi bật bởi một hệ thống các tiện ích toàn diện về giáo dục, y tế từ các công trình trường học các cấp từ bậc tiểu học đến đại học. Các tiện ích nội khu, chung cư The Wind City Đức Hòa Long An hơn cả một nơi an cư lạc nghiệp thông thường. Tại đây quý cư dân sẽ được trải nghiệm nhịp sống đô thị hiện đại không thua kém gì các khu đô thị phức hợp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết, chi mạnh về tài chính cho chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp như trung tâm thương mại, siêu thị, khu công viên, vườn hoa, tiểu cảnh, khu thể dục thể thao giải trí trong nhà và ngoài trời, khu sinh hoạt cộng đồng kết nối dân cư, khu vui chơi dành cho các bé, trường học nội khu, hệ thống an ninh 24/24 đảm bảo an toàn tối DAVV. Trung tâm thương mại The Wind City đáp ứng đầy đủ nhu cầu an sinh xã hội cho toàn bộ cư dân. Cà phê The Wind City cảm giác được nhâm nhi ly cà phê sáng cùng chi kỷ luật thế sự. Công viên cây xanh không gian thiên nhiên, xanh mát, kiến tạo một cuộc sống xanh trong lành. Trường mẫu giáo hỗ trợ chăm sóc, giáo dục con trẻ cho các phụ huynh. Hoàn toàn an tâm về chất lượng, tiện ích ngoại khu, bệnh viện, trường học, siêu thị, khu công viên 25 ha, khu vui chơi trẻ em, tennis, sân banh, hồ bơi, nhà hàng cà phê ven sông, bến thuyền và các văn hóa tín ngưỡng, nhà thờ, chùa, giao thông thuận tiện qua các quận trung tâm, trường cấp 1, cấp 2 và chợ kế bên tiện đi làm, đi học cho con. Hạ tầng xã hội và mạng lưới giao thông quanh dự án được đồng bộ và hoàn thiện sẽ nâng giá trị của dự án lên cao hơn so với những dự án cùng phân khúc không thuận tiện về giao thông và thiếu thốn hạ tầng cơ sở, an ninh và môi trường sống không được đảm bảo. Ngay từ khi mới ra mắt, The Wind City đã gây sự chú ý lớn đến một bộ phận khách hàng cá nhân đang có kế hoạch mua căn hộ chung cư để an cư lạc nghiệp lâu dài. Đây là yếu tố ưu tiên đặt lên hàng đầu vì nó đóng vai trò quyết định trực tiếp đến giá trị cũng như nâng tầm giá trị cuộc sống. Dự án The Wind City sử dụng công nghệ xây dựng hiện đại, an toàn, vững chắc. Tòa tháp căn hộ chung cư được thiết kế theo hình chữ Z, mục đích tạo ra một khoảng không gian thông thoáng, đảm bảo 100% các căn đều là căn góc, có view đẹp dù quay về hướng nào. Hơn nữa, yếu tố phong thủy khi chọn mua nhà ở hay căn hộ, khách hàng đều đặc biệt quan tâm đến hướng của căn hộ đó có phù hợp với tuổi của gia chủ hay không. Vậy nên, bằng lối thiết kế thông minh này, giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một căn hộ phù hợp có giá trị phong thủy phù hợp. Thiết kế căn hộ độc đáo, ấn tượng, tiện ích dự án đầy đủ đẳng cấp sẽ nâng cao giá trị dự án. Các căn hộ vuông góc, giá trị phong thủy cao sẽ giành được nhiều sự lựa chọn của khách hàng. The Wind City nơi giá trị cuộc sống được nâng tầm, giá trị căn hộ còn được nhân lên khi nhà thầu thi công áp dụng công nghệ tường chịu lực hiện đại thay thế hình thức cột trụ như trước đây. Nhờ đó mà dân cư sinh sống tại đây có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng chịu lực, độ bền vững cũng như tuổi thọ của công trình tòa nhà theo 5 tháng sử dụng. Mọi thông tin được cập nhật liên tục. Để cập nhật bảng giá chính thức và đầy đủ, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư The Wind City. Thắng lợi Việt Nam.